Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Phú Thạnh, xã Phú Kiết, huyện Trà Gào, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà mái Thái có tổng diện tích là 151m2. Trên thửa đất, căn nhà thổ cư 100% và chủ quyền nhà là đầy đủ luôn anh chị. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ga quốc lộ 1A khoảng 1 km. Con đường này rộng khoảng 3 m. Mình di chuyển là đường xe ô tô 7 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa ở khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường học, ủy ban, ngân hàng cách khoảng 1 km. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông ra đường nhựa khoảng 200 m và anh chị di chuyển về ủy ban xã Tân Hiệp khoảng 1 km anh chị. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm nha. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà mái Thái này hơn. Để anh chị ở xa mình về đây thì cũng không mất thời gian ha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 8 m và có chiều dài là 15m7. Nở hậu ra là 8m6 anh chị. Ở diện tích mình là tính từ ngay chỗ vị trí này. Ở mình đo thẳng qua bên đây khoảng 8m anh chị. Phía trước thì gia chủ cũng lót gạch rất là đẹp luôn. Cửa cổng thì gia chủ đều lót gạch bóng kiến hết luôn anh chị. Trên thì lợp mái ngói. Ở cửa mình thì gia chủ sử dụng cửa là CNC. Ở bên đây thì mình có một cửa nhỏ nữa anh chị. Ở bên đây thì anh chị mình đậu ô tô rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì điện nước gia chủ thì cũng đã vô sẵn luôn anh chị, và gia chủ thì tặng cho anh chị là nội thất bên trong hết luôn nha. Mình tới đây nha anh chị là 8m anh chị. Tổng diện tích thửa đất căn nhà là 151m2, thổ cư thì 100% luôn, chủ quyền nhà là đầy đủ luôn anh chị. Diện tích xây dựng là 132,7m2, diện tích sàn cũng là 132,7m2 nha anh chị. Ở đây thì chủ đều dán gạch hết luôn anh chị, và hàng sắt nè và sơn rất là đẹp luôn nha. Ở đây thì mình có đèn cổng nè, đèn chùm anh chị. Bên đây thì gia chủ đều lót gạch nền hết luôn. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu ô tô nè, rất là thoải mái nha anh chị. Phía trên thì gia chủ đóng nano. Tường thì gia chủ đều ốp gạch lên mí trên hết luôn anh chị.
Phía trước thì mình còn một khoảng không gian sân, anh chị có thể mình đậu xe máy nè, và có đám tiệc thì rất là rộng rãi. Bên đây thì mình có một số cây xanh nha anh chị, như là dừa kiển nè, này thì rất là đẹp luôn anh chị. Cửa thì gia chủ sử dụng là gỗ căm xe nha anh chị. Không gian mặt tiền thì gia chủ đều lót gạch bóng kiến hết luôn, và có camera đầy đủ luôn anh chị. Phía trên thì mình có đèn chùm nữa nè. Để em di chuyển vào bên trong phòng khách để anh chị mình xem và tham quan ha. Mình bước vào thì có một bộ ghế sinh pha nha anh chị. Bên đây thì mình có một bức tranh hu rất là đẹp luôn anh chị, và dàn bông đẹp tuyệt vời luôn. Còn bên đây thì mình có một bức tranh ngựa anh chị, mã đấu thành công ha. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng nam nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy móc từ bến xe miền Tây anh chị, di chuyển về khoảng 55 km là anh chị tới nha. Ở đây thì mình có bộ ghế sinh pha nha anh chị. Ở đây thì mình có tivi nè, nó cây xanh rất là đẹp luôn anh chị. Nội thất bên trong thì gia chủ sẽ tặng cho anh chị luôn. Còn trần thì gia chủ đóng nano, và phía trên thì mình có đèn chùm. Bên hông thì thiết kế rất là nhiều cửa sổ nên căn nhà rất là thoáng luôn anh chị. Nền thì lót gạch bóng kiến, và trên tường thì lót khoảng 1m2. Còn phía trên sơn và đi bê hết luôn nha anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1.730.000.000. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Về đây thì anh chị cô chú mình cũng không mất thời gian nha. Đây là phòng ngủ đầu tiên nha anh chị. Bên trong thì mình có giường ngủ nè, và có tủ anh chị mình đựng đồ. Bên đây thì mình có một bức tranh treo tường nha anh chị, và đồng hồ. Còn phía trên thì đóng nano. Bên hông thì mình có một cửa sổ bên ngoài, mình mở ra rất là thoáng luôn anh chị. Bên trong thì mình có máy lạnh đầy đủ hết luôn. Gia chủ sẽ tặng nội thất cho anh chị luôn nha. Ở đây thì căn nhà của mình thổ cư chủ quyền nhà là đầy đủ luôn anh chị. Anh chị có mua thì rất là yên tâm. Căn nhà thì có 3 phòng ngủ nha anh chị.
Đây là phòng ngủ thứ hai. Ở bên trong thì mình có giường nè. Đây thì mình có tủ quần áo nè anh chị và bàn trang điểm. Bên trong thì mình có nhà vệ sinh. Cửa thì gia chủ đều sử dụng là gỗ căm xe hết luôn nha anh chị. Ở đây thì gia chủ cũng sử dụng nước là nóng lạnh hết luôn anh chị. Ở bên trong thì mình có nhà vệ sinh nè, lavabo, rửa tay đầy đủ hết luôn anh chị. Ở nền thì lót gạch rất là sạch sẽ. Phòng này thì cũng có máy lạnh luôn nha anh chị. Trần thì đóng nano. Mỗi phòng thì đều có đồng hồ anh chị mình treo tường hết luôn. Cặp bên thì mình có dòng chữ thư pháp rất là đẹp anh chị. Giá bán là 1 tỷ 730 triệu nha anh chị. Giá này thì anh chị cô chú mình gặp ngay chủ để anh chị mình trao đổi giá tốt nhất nha. Còn bên đây là căn phòng thứ ba nha anh chị. Ở bên trong mình thì có giường ngủ nè, có tủ đựng đồ. Bên đây thì mình có một cái đồng hồ nè, rất là đẹp anh chị. Trần thì đóng nano nha anh chị. Ở bên đây thì mình có hoa lan nè. Mình có một cái bàn trang điểm nữa anh chị. Nội thất bên trong thì chủ sẽ tặng cho anh chị hết luôn nha. Đó, bên đây thì mình có labo nè, bồn cầu, máy nóng lạnh đầy đủ hết luôn nha anh chị. Chí nền thì gia chủ lót gạch bóng kiến, tường thì lót khoảng 1m2. Anh chị thấy video này hữu ích cho em một lượt like, một lượt đăng ký ha, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị nha. Ở đây thì mình có máy lạnh đầy đủ hết luôn anh chị. Còn khu vực này là nhà vệ sinh. Ở bên đây thì mình có máy giặt nè, labo rửa tay. Ở phía trên thì mình có kiến mình cảm ứng luôn nha anh chị. Ở dưới nền thì lót gạch đó rất là sạch sẽ. Tường thì lót cho tới mí nano phía trên luôn. Mỗi phòng thì gia chủ đều sử dụng là máy nước nóng, nước lạnh hết luôn. Cửa thì sử dụng là gỗ căm xe hết luôn nha anh chị. Còn khu vực này là bàn ăn. Ở nhà của mình thì rất là nhiều cây xanh nên căn nhà của mình rất là tốt và đẹp luôn anh chị. Ở đây thì mình có một cái bàn ăn rất là lý tưởng luôn anh chị. Cái bàn này thì tự động xây luôn nha anh chị. Chủ thì đang cắm hoa lan. Bên đây thì mình có tủ lạnh nè. Mình có một cái kệ bếp rất là đẹp anh chị. Trên thì đóng hết luôn. Đây thì mình có máy hút bụi lên nè. Và bên đây thì mình có máy nước nóng, nước lạnh. Những đồ nội thất bên trong thì chủ sẽ để lại cho anh chị tất cả luôn nha. Giá bán là 1 tỷ 730 triệu nha anh chị.
Ở đây thì trần thì gia chủ đóng nano. Ở đây thì mình có đèn chùm nữa nè. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ dẫn anh chị xem ha, và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi giá tốt nhất để anh chị mua nha. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa. Hôm nay em về đây thuộc ấp Phú Thạnh, xã Phú Kiết, huyện Trà Gạo, tỉnh Tiền Giang, để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà mái Thái có tổng diện tích là 151 m², thổ cư là 100% và chủ quyền nhà là đầy đủ luôn anh chị. Diện tích xây dựng là 132,7 m². Diện tích sàn là 132,7 m² luôn nha anh chị. Căn nhà thì có một phòng khách, 3 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh. Ở nội thất bên trong thì gia chủ sẽ để lại cho anh chị cô chú mình tất cả luôn nha. Hiện gia chủ thì đang kêu bán với giá là 1 tỷ 730 triệu nha anh chị. Giá này thì còn thương lượng anh chị. Bên đây thì mình có một cái nhà xe. Ô tô thì 7 chỗ, anh chị mình đậu bên trong nhà luôn nha. Tường thì gia chủ đều lót gạch rất là sạch sẽ. Còn phía trên sơn và đi bê hết luôn nha anh chị. Xung quanh thì xây tường cao khoảng 1,5 m và phía trên thì hàng sắt rất là chắc chắn luôn. Mình có camera nè, đèn chùm nè, gia chủ sẽ để lại cho anh chị tất cả luôn ha. Đường xá thì anh chị mình di chuyển là đường xe ô tô nha anh chị, 7 chỗ rất là thoải mái luôn. Ở bên đây thì mình có bộ cửa CNC nguyên tấm luôn nha anh chị. Bên đây thì mình có một cái cửa nhỏ nữa nè, để anh chị mình dẫn xe Honda ra vào cũng rất thuận tiện. Cổng thì gia chủ đều ốp gạch nha anh chị, bóng kiến rất là đẹp. Còn phía trên thì đổ sàn luôn, trên thì lợp mái ngói nha anh chị. Ở đây thì đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ hết. Nhà cửa thì khu vực này ở rất là đông, phù hợp để anh chị, cô chú mình mua về để nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Giá bán là 1 tỷ 730 triệu nha anh chị. Ở giá này thì chủ sẽ để lại cho anh chị tất cả luôn. Nếu anh chị mình xem nhà thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ dẫn anh chị xem ha. Đây là tổng quan thửa đất căn nhà. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.